Chào toàn thể các cô chú anh chị, các bạn yêu hoa phong lan. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của cơ sở em là 0393 99 88 95. Địa chỉ nhà em là ở số nhà 143, đường XQ, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Hôm nay là phiên ngày 9 tháng 1 năm 2019. Chúc các bác có một... cũng là giờ trưa rồi. Thì em xin phép là lên video cập nhật những mặt hàng hôm nay nhà em có nhé. Chiều nay thì nhà em về một lô đùi gà dẹt nữa. Thì em sẽ lên video sau ạ. Hàng thì mỗi lúc lại về một chút, nên là cứ có những mặt hàng nào thì em cứ nhập cập nhật, các bác đặt hàng thì đặt hàng để em đóng gói luôn trong ngày nhé. Đây là mặt hàng trước tiên, đó chính là đùi gà tròn. Đấy, như đã hứa thì hôm nay nhà em về một lô đùi gà tròn rất là nhiều luôn. Phải nói là hàng Tây, đây là hàng Tây Bắc nhá. Hàng Tây Bắc nên là nó rất là đẹp luôn. Phải không thể chê một chút nào. Hàng hôm nay về rất là đẹp, hôm qua về số lượng ít thì cũng đã được đặt hàng khá là nhiều rồi. Mùa này thì dòng đùi gà thì cũng đang sưng mắt nụ. Một số cây thì sưng khá là rõ, một số cây thì hơi sờ nó hơi gợn gợn đây. Đây ví dụ như thế này. Đấy nó đang sưng này. Đấy phân tơ cũng khá là nhiều như các bác nhé. Đang dòng hoàng thảo đang xuống lá này. Đùi gà tròn đang xuống lá này. Hôm qua hàng về cũng rất là đẹp. Đấy, từng bó như vậy này. Đùi gà tròn em bán là 220.000 một cân nhá. Đấy, giá rất là ưu đãi cho mọi người luôn. Đấy. Hàng rất là đẹp vì số lượng hôm nay về khá là lớn và nhiều này. Hàng xanh tươi, đảm bảo luôn. Chiều nay thì về một lô đùi gà dẹt nữa. Thì em sẽ quay sau nhé các bác nhé. Đùi gà dẹt thì mùa này cũng đang sưng nụ rồi. Ở miền Bắc thì ở miền Nam thì các bác có thể chơi hoa Tết, nhưng mà miền Bắc này thời tiết lạnh hơn thì các bác nó sẽ hoa nó sẽ chậm hơn một chút. Thường nó sẽ vào đầu xuân, qua Tết một chút là hoa nó cũng nở, bắt đầu nở tung tóe rồi. Ê, tiếp theo là hoàng thảo môi tua này, 140.000 một cân này. 140.000 một cân hoàng thảo môi tua. Long tu xuân này, long tu xuân hàng dài luôn. Đấy, lô đợt này toàn hàng dài, cây dài như vậy nhá các bác nhá. 250.000 một cân. Không có hàng cây giống nữa. Rất là đẹp luôn. Loại này rất là dễ ghép, các bác mà mới chơi thì nên chơi tập chơi những cái dòng long tu này hoặc là hạc vĩ, vì nó khá là dễ trồng, hoặc là những cái dòng kiều. Đây ạ, tiếp theo hôm nay về cập bến thêm kiều vàng này. Kiều vàng hàng đẹp luôn. Hàng đẹp quá là đẹp luôn ấy. Hàng mới về. 160.000 một cân kiều vàng nhá. Kiều vàng 160.000 một cân này. Đấy. từng khóm như vậy các bác về cũng rất là dễ ghép này. Đấy, đây có nguyên một cái rè này. Rất là dễ ghép luôn. 160.000 một cân kiều vàng. Hôm nay em lại cập bến thêm phi điệp vàng. Đấy, nói chung là phi điệp vàng, hàng những cái hàng rừng Tây Bắc này rất là đẹp luôn, hàng rất là xanh tươi. Người dân thì khi mà khai thác về là hôm sau sẽ gửi luôn cho em nhé. Nên là cây nó xanh tươi như vậy này. Đấy, những cái lô đợt này về rất là đẹp như vậy. 150.000 một cân này. 150.000 một cân. Đấy, đây những cái kỳ nhá, kỳ đang lên này. 150.000 một cân phi điệp vàng. Hàng rất là đẹp luôn. Còn tiếp theo đây là kiều tím miền Trung ạ. Kiều tím miền Trung hôm qua quay thì cũng khá là thời là tối, nên là hôm nay em quay chi tiết cho các bác nhìn này. Hàng rất là đẹp, hàng cây nó ngắn vừa vừa như vậy này. Mình về mình trồng chậu cũng được, hoặc mình ghép gỗ cũng được, rất là xinh. Cây dạng cây nó ngắn ngắn như vậy thôi. 280.000 một cân kiều tím miền Trung nhá. Ngọc thạch 3 màu 150.000 một cân này. 150.000 một cân ngọc thạch 3 màu. Dáng hương đuôi cáo đã cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ rồi. 200.000 một cân. 200.000 một cân. Cây giờ nó hơi hơi bé xíu nhá. Các bác về làm giống thì cái loại này là dôi cân này, 200.000 một cân này. Dáng hương đuôi cáo. Dáng đuôi cáo cao bằng cái vòi hoa của nó rất là dài luôn. 200.000 một cân, số lượng chỉ còn tầm 4 cân, 4-5 cân thôi ạ. Tiếp theo là hoàng lạp ạ, 130.000 một cân. 130.000 một cân hoàng lạp này. Có cả hàng từng khóm ghép rất là dễ. Cũng đều cho hoa vào mùa xuân hết nhé các bác nhé. Hoàng thảo vưa hương vani, hương vani. Còn một ít hôm nay em bán giá ưu đãi đi, 260.000 một cân. 260.000 một cân hương vani nhé. Dòng hoàng thảo thì thời điểm này cũng đang xuống lá rồi. Những cái lá vàng nó chuẩn bị xuống lá này. Hoa của nó rất là thơm.
Còn tiếp theo đây, còn tiếp theo đây đó chính là ý ngọc ạ. Ý ngọc 200.000 một cân. Ý ngọc 200.000 một cân nhá. Đấy, cây nó ngắn. Phần lớn là cây nó ngắn vừa vừa như vậy này. Ý ngọc 200.000 một cân. Kim Điệp Xuân 130.000 một cân này, 130.000 một cân. Cũng có khóm luôn. Đấy, 130.000 một cân ạ. Hay người ta gọi là kim điệp giấy đấy ạ. Một mặt hàng nữa nha em vừa cập bến đó chính là hoàng thảo kim thoa này. Kim thoa này. Đấy, cây rất là xanh, vừa về nhá. 150.000 một cân hoàng thảo kim thoa. Cái rễ cũng khá là lớn này. Còn một chút trinh bạch này, 130.000 một cân này, 130.000 một cân trinh bạch này. Đây em có một cái rể kiểu tím miền Trung này khá là to. Bác nào lấy thì em bán theo giá hàng cân nhá. Đấy. Do như vậy này. Còn cái hàng gì? Còn một chút long tu đá tím hàng giống này. Cây dài nhưng mà một số cây thì nó hơi mất ngọn một chút. Nhưng mà vẫn có cũng cây nó vẫn đẹp. 180.000 một cân này, long tu đá tím hàng giống. Đấy, những cái dòng long tu em có nói qua là những cái loại này các bác mới chơi nên chơi những loại này rất là dễ. Nay nhà em về ít hoàng thảo vôi này, 280.000 một cân. Hoàng thảo vôi nhá. 280.000 một cân. Vôi trắng tím rất là đẹp luôn. Đây em còn 1 cân 6 vảy rồng này. Đấy, hàng nói chung nó cũng có khóm, cũng cây nó nhiều, cây nó cũng hơi vụn chút. Còn cân 6 chỗ này để nốt trong 150.000 này. Đấy, cho các bác về làm giống tập ghép này. 1 cân 6 vảy rồng nhá, 150.000 này. Cũng có những cái mã to như vậy. Đấy. Đây ạ, à, còn một chút chồn tím này. Đấy. 260.000 một cân, 260.000 một cân. Loại chồn tím này cũng khá là hiếm. Khá là hiếm nha các bác nhé, 260.000 một cân. Tiếp theo là đai châu trung ạ, 530.000 một cân này, 530.000 một cân đai châu trung này. Đấy, mùa này đai châu nhiều cây nó cũng hơi héo một chút nhá các bác nhé. Héo ở đây là nó là do là không rừng nó không mưa nên là cây nó hơi héo một chút. Chứ không phải là cây nó không còn sức sống nhá. Đấy, một số cây đang sưng nụ này. Đấy. 530.000 một cân, bác là lấy từ 3 cân em để giá là 500.000. Rất là ưu đãi. Em còn một chút chuỗi ngọc này, 180.000 một cân chuỗi ngọc này. Còn đây là hoàng thảo Trần Tuấn ạ. Đấy, còn một ít nhưng mà cái hàng này nó phần lớn là nó xuống lá gần hết rồi. Nhưng mà về mình về làm giống thì vẫn rất là ok luôn. Đây ạ, mình về mình làm giống cho các bác nhé. Dòng hoàng thảo thời điểm này đang xuống lá. Có những cây thì đang sưng nụ này. Có những nụ đã dài như vậy này. Cây nó nhỏ thôi nên cái hoa của nó cũng không lớn lắm. Nhưng mà nó rất là đẹp. Được lọt vào top những cái loại hoa đẹp và đắt đỏ nhất đấy ạ. Hôm nay em bán là 160.000 một nạng nhá. Hoàng thảo Trần Tuấn nhá, 160.000 một nạng. Và cuối cùng thì em giới thiệu mọi người đó chính là món tỏi cô đơn. Thực ra cái món này là người dân gửi lan cho em thì họ gửi cho em luôn một ít cái hàng tỏi cô đơn này. Tỏi này thì theo em biết thì họ hay làm cái tỏi đen ấy. Có rất là nhiều công dụng. Thì bác nào lấy thì cũng liên hệ với em nhé. 150.000 một cân này, 150.000 một cân. Người dân thì bỏ lấy hộ người dân thôi. Tỏi cô đơn, đây tỏi một nhánh ạ. Hàng rất là khô ráo. Đấy các bác về mà search trên mạng mà cách làm tỏi đen ấy, mình lấy cái loại này về mình làm thì nó rất là tốt. Mà nó được 150.000 một cân thì rất là nhiều. Tỏi này rất là khô rồi. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp thêm những cái chế phẩm dành cho lan nha các bác nhé. Khi các bác đặt hàng thì có thể liên hệ với em. Ví dụ như là kích hoa kích hoa 6-30-30 này, gì xanh 60, gì đỏ 70 này, keo liền sẹo 30.000 này, keo liền sẹo 30.000 này. Đấy. Hoặc là Hùng Nguyễn 20.000 một lọ, B1 Thái là 40.000 một lọ này. B1 thường là 20.000. Hoặc là cái chị nấm chị cô đề ma này. Bây giờ thời điểm này khá là mưa thì nó sẽ hay gây ra nấm mốc. Thì các bác dùng cái gói chống đối kháng này này, chị cô đề ma này 15.000 một gói này. Đấy.
Các bác đặt hàng thì có thể liên hệ với em nhé. Có cả phân chì 150.000 một cân. Phân chì, phân tan chậm này, phân dê và rêu rừng nhá. Chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ. Em chào tất cả các bác ạ.